chín đi liêu. Tôi đã bảo là chín. Thôi không. Cho ra lòng nắm anh đi chỗ này đây. Cái gà ấy nướng nó gần như kiểu gà luộc. Không phải là nướng nước vàng, chín vàng. Cần nó rách. Cái này là sao vàng. Nó bảo rồi, giơ cánh lên để cho cái đĩa cánh bay. Cho chụp bay được cái đồ ăn. Tình nữa là vàng. Nhà lâu lắm. Còn nguyên. Xin chúc mừng. Còn nguyên. À, xin chào, đây là món thịt ống lam nhá. Chín rồi. Ok. Rất là hấp dẫn à. Ê, xin chào tất cả các bạn nhá. Đây là món thịt lam đúng không nữa. Đấy. Anh em xem món tiếp theo nhá. Bây giờ tôi sẽ quay là tôi sẽ khám phá món tiếp theo. Món chả nhỉ. Sao ngoài dao đi nào. À, dao rất chất lượng à. Kia. Ok. Đây, bắt đầu đây này. Này cơm tre. Đó, cứ bình tĩnh. Cái này mới ngon này. Đấy, can you feel it? Đấy. Đó là chất lượng, chất lượng. Qua đây cái. Bạn nào gấp gấp lên này đi. Lấy một đĩa nữa. Tìm một đĩa nữa để đây, đĩa đây, đĩa này. Đây cái miếng này ngon này. Chất lượng ấy. Đấy. Miếng cháy á. Ôi ngon lắm, ngon lắm. Đây cho đĩa, cho đĩa thứ hai này, cho đĩa thứ hai. Đây đúng rồi. Đây miếng này này. Thường cho đồng chí làm việc một miếng. Đây. Không anh ấy. Anh ạ, ở thiết bị mình tuyệt vời nhá. Đây, điện điện quay 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 bắt miếng này. Rồi. Tiếp theo. Ống thứ ba. Anh từ đâu bước đến này. Chất lượng đấy. Ha. Ôi. À bắt đầu nhá anh em nhá. Ê con. Ê anh em xem nhá. Có bị ở à đây. Ôi rồi. Cái này nhiều thịt quá rồi. Có bị bạc hà húng chó à? Ôi. Không được, cái này để nguyên đi. Để nguyên đi. Để nguyên à? Để nguyên đi. Bây giờ anh quay mời đi mời thấy Hưng với cô Hoàn. Đã rồi, chảy nước. Lấy đũa. Lấy đũa. Cái này đổ nước, đây đổ nước vào đây. Không đổ nước, để nguyên. Này vào đi. Để nguyên này. Này vào đi cho nóng. Để nguyên, để nguyên. Cái này để nguyên nha. Không có này. Cái này dành phần cho. Cái này không phải bỏ lên đĩa nữa. Này vào đi. Bỏ bỏ nguyên. Không, cái này để nguyên. Bỏ ra đi. Mình không để ra cho mình để cho bỏ luôn nhỉ. Liêu liêu cùng cho các thầy cô ấy. Không, ống này nữa. Không, ống này nhìn đẹp nhất vào rồi. Đẹp. Ống này chấm à. Quá cháy quá. Ồ rồi, cái này cái để đây. Ông này ngon này. Chặt nốt ông này đi. Đặt. Nướng nó có rơi nhá. Ok rồi. Mà luôn thật tội sẵn. Ui ồ. Con dao nhìn rất là chất lượng. Dao đẹp đấy. Dao muôn đời. Dao độc đáo. Wow. Đỉnh nguyên, miếng ngon nhất này. Đấy. Đỉnh nguyên. Ok, đỉnh nguyên. Ra cho trong đi.